Hello anh em, thì đây sẽ là một video về router. Trước tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục đi đã. Một cái dự án, thực ra nó chỉ là một thư mục thôi mà. Một cái dự án và em sẽ lưu nó ở trong cái thư mục C03 cũng được. Ví dụ về đây chẳng hạn, ví dụ tạo một cái thư mục nữa là module 3. Thì tùy cái này mà có thể new folder ở bên của mọi người, còn em nếu có thể tạo như này. Để đây lại nha. Đây. New new project, chọn thư mục để lưu thì sẽ chọn thư mục C03 và trực tiếp chọn môn 3 open và sẽ đặt tên thư mục của mình, ví dụ dự án của mình là router chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ đặt tên là router và mình vào trong mình bắt đầu viết, mình khai báo các cái thư mục, các cái file cần thiết. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một thư mục tên là src chỉ chứa code. Sau đó thì trong src mình sẽ chia làm nhiều thư mục nữa như là model rồi service. Đấy, cứ dựng khung lên anh em ạ. Service view. Thì đây là cái mình đang dựng cấu trúc chung nhé. Rồi. Sau đó thì mình sẽ có một file để tổng của nó. Ví dụ như là mình có file app.js ở đây nhỉ. Rồi thì đấy là về loanh quanh cái dự án có những cái thư mục nào. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào khái niệm router. Router. Router là một từ thường để mô tả một cái công nghệ ở đấy dùng để chuyển trang dựa trên đường dẫn. Ví dụ như mọi người thấy là mình vào trang Facebook chẳng hạn, thì đây là facebook.com, nó sẽ vào trang chủ. Mọi người vào trang của Như Anh thì nó sẽ là có cái thay đổi cái đuôi này. Và bằng cách đấy thì người ta quan sát được cái này, người ta biết cái này, nhận biết cái này để và đổi trang đấy. Thì cái đấy gọi là router, cái công nghệ để biết mình đã đổi trang dựa trên đường dẫn thì gọi là router. Đó. Rồi, thì đấy là chúng ta làm như nào với cái server của chúng ta đang làm. Rồi. Trước tiên thì chúng ta có thể cài thêm một thư viện QS thì kiểu gì nó cũng dùng đã, để chúng ta có thể có thêm hai cái thư mục hai file package.json, package các thứ package log.json nữa, hai cái file để cấu hình. Đây. Thì nó cài xong, ở đây thì mình thêm một cái time module vào. Module đấy. Rồi để chúng ta viết thuận hơn, đó thì mình sẽ viết import HTTP from HTTP. Rồi xóa đi như này, và chúng ta sẽ tạo server constant server bằng HTTP create server. Cái này thì đôi khi mọi người sẽ gặp nó chưa hỗ trợ mọi người viết, chưa gọi là chưa hợp ý hàm ấy, thì nó đang báo vàng ở đây, thì mọi người enable cái này đi này, thì nó sẽ giúp mọi người có thêm những cái viết bằng Node.js nhanh hơn. Đây nó đang load ở đây, sau khi nó hết vàng đây rồi thì mọi người có hỗ trợ rồi mọi người viết nó sẽ nhàn hơn. Chúng ta có request response quen thuộc rồi, ngoặc các thứ đầy đủ nữa. Đây xóa bớt một ngoặc đi nó thừa. Và chúng ta cũng server.listen cộng 8080 đi. Và chúng ta có một cái callback để in là thông báo đã kết nối log. Đã kết nối. Được chưa? Ok, thì đây là về cái gì nhỉ? Cái tạo server cơ bản thì không có gì nhỉ? Cái này một người copy cũng được, tùy mọi người. Thế bây giờ chúng ta sẽ quan tâm là cái request ấy, làm sao để mình mọi người biết là row của 8080 nó tương đương với lại facebook.com rồi. Ok, đúng. Thế thì câu chuyện của chúng ta cần bàn ở đây đó là nếu mà như thế thì làm sao để chúng ta cắt được cái đằng sau này ra để mà dùng. Đó là vấn đề, đúng không? Thế chúng ta sẽ cùng thử. Làm thế nào lấy được thông tin từ cái đó? Thực ra thì trong bài thực hành có. Đó là mọi người sẽ chấm URL đi thì mọi người thử log xem nó ra cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Mọi người nhớ chạy trong src node app.js. Rồi chúng ta sẽ lên node 8080 để chạy thử xem nó sẽ ra cái gì. Nếu mà chúng ta nhập như này thì nó sẽ ra cái chéo thôi, đúng không? Và nếu mà chúng ta nhập thêm cái khác đi, thêm số home đi, thì nó ra gì? Thì nó sẽ là cái chéo home. Đấy, vậy là chúng ta biết cách lấy được cái đường sau rồi. Vậy thì làm thế nào để mà lấy được cái đằng sau tương ứng ấy, nó hiện được cái giao diện tương ứng? Chỗ này thì phải chăng là quá dễ?
khi một người đã lấy cái này rồi thì công việc còn lại chỉ là email thôi, đúng không? Có phải như vậy không? Bây giờ em sẽ tạo nên một vài view nhé. Ví dụ như mình sẽ tạo một cái HTML trang chủ. Redirect đi. Được chưa? Rồi. Đây là trang chủ, cái chữ trang chủ đây nhá. Trang chủ này. Tạo thêm một file nữa là danh sách sản phẩm là list. Product. Rồi. Tạo thêm file nữa là app product chẳng hạn. Rồi. Đổi lại tên nó chuẩn cái. Rồi, thì em sẽ chỉ viết vào đây một cái dòng thôi. List product. À, đây là app đúng không? Product. Rồi, cái chân kia thì mình sẽ để là list product. Để mình phân biệt các file khi nó chạy. Đó. Rồi, thế bây giờ làm sao để... Với ví dụ mình muốn vào cái đường home thì nó sẽ vào trang index. Còn vào list thì nó sẽ vào trang list. Còn vào app thì sẽ vào trang app. Đó, thì đây là cái cách chúng ta làm. Rồi, cái này khá là dễ rồi. Cái này thì cực kỳ dễ. Bởi vì mọi người lấy được cái này là cái đằng sau này rồi thì phải email xong rồi. Chúng ta sẽ email. Chứ email thì chúng ta import thư viện MS để có thể làm gì à? À, để có thể chúng ta đọc file như file. Đấy, chúng ta sẽ if luôn được rồi. If gì? Request.url mà bằng bằng với lại chéo home. Mình sẽ làm cái gì đó tương tự thế, chúng ta viết tiếp if nó bằng gạch chéo list thì làm cái gì đó, và if nó bằng cái gạch chéo app thì nó làm cái gì, thì nó sẽ tương tự để vào đây cho mình và chúng ta sẽ viết gì đấy. Nếu mà bằng cái này thì chúng ta sẽ ms.read file và chúng ta sẽ đọc file gì ra thì mới biết tên nó vào index đúng không, nhớ là nó trong view nhá, thì phải chấm gạch à, mình phải view gạch nhá. Rồi xong đến đến dạng UTF-8. Rồi chúng ta đến một cái callback, một cái hàm chúng ta truyền vào đấy error và HTML string được chưa. Rồi sau đó chúng ta suy ra và chúng ta làm như này và chúng ta sẽ hiện ra thôi đúng không, chúng ta last one chấm chấm write mọi người truyền cái gì vào HTML string ra và chúng ta press chấm end đó cứ thế, và tương tự thế thì hai cái dưới thì mình chỉ đổi file thôi. Rồi đổi file rồi mọi người quan sát một chút đây, thì đây chính là cái đoạn code làm router với đường dẫn tương ứng thì chúng ta sẽ chuyển đến file tương ứng. Đấy, thì mình chạy thử xem thế nào nhé. Rồi, bây giờ mình vào home này, đấy trang chủ này, vào list này. À, mình chưa sửa tên file à? À, cái này phải sửa list student, list product chứ, đúng không? Cái dưới là app product. Rồi chạy lại thì mình sẽ thấy là chúng ta đã chuyển được trang tương ứng với cái đường dẫn trên tương ứng rồi. Ví dụ như chúng ta có list thì chúng ta thử nào. À, ra list rồi. Add thì sao? Ok, ra add rồi. Còn nếu mà chúng ta có home thì trang chủ đúng chưa? Vậy là chúng ta hoàn thành một cái router mà chỉ dùng email thôi. Đây cũng chính là router anh em nhé. Router hiểu đơn giản đấy, nó chỉ là một cái cách nào đó để chúng ta có thể dựa vào cái đường dẫn chúng ta nhập vào, chúng ta chuyển đến cái trang tương ứng. Thì đây là một ví dụ cho mọi người thấy là chúng ta làm một router thế thôi, không có gì đặc sắc. Bây giờ thì mình sẽ phát triển thêm một chút về router, thì ví dụ ở trang chủ đi hoặc là ở các trang đi thì mình đều có một cái thẻ gì đó để có thể chuyển được trang, thì mình có thể thử dùng thẻ A xem được không. Mình sẽ chuyển sang list xem nào. Đấy, list đấy, mình sẽ dùng cái này để chuyển trang nhé, xem được không nhá. Rồi mình chuyển sang add đi thử xem. Rồi đó thì mình thử chạy lại vào trang chủ xem nào, mình thử ấn list xem nào. Đấy, sang list rồi này, cái này sẽ sang add được chưa. Thẻ A chính là một thẻ để chuyển trang đó. Và nếu mà chúng ta muốn từ các trang khác chúng ta cũng về được trang chủ, chúng ta làm gì, chúng ta chỉ cần thêm một thẻ A thôi mọi người. Đây. Trang chủ, và đương nhiên là cái chỗ này mọi người biết cho mình chữ gì, chữ home. Trang chủ là xuống dưới nhé. Một đi trang chủ. Đấy. Các trang kia mình cũng làm tương tự đây.
mình có cái menu này sang các bên tương tự thôi. Thêm mới sản phẩm, danh sách sản phẩm. Đấy, sản phẩm rồi, chạy lại này, ra sửa HTML mà không chạy lại đâu. Rồi chạy đến trang home rồi, à trang home cơ mà, trang home nhưng mà trang rỗng. Rồi trang chủ này, lead này, ad này, trang chủ này, lead này, ad. Đấy là chúng ta vừa biết khái niệm router và vừa làm được cái gì, vừa làm được cái chức năng làm cái menu chuyển trang rồi, mình đỡ phải nhập trên đường dẫn rồi, đúng chưa? Đấy, cho nó cũng hay ho hơn. Được chưa? Ok, thế là video đầu tiên của chúng ta về cái gì ạ? Router, khái niệm về router cũng như là cái cách để chúng ta làm router cơ bản nhất. Chúng ta chưa vận dụng quá nhiều kiến thức ở đây. Chúng ta chỉ XML cơ bản. Với cái việc là chúng ta dùng request.url là chúng ta lấy được thông tin, được cái đường dẫn rồi. Thì cái việc còn lại ấy, nó là gì? Nó là chúng ta XML thôi. XML để chúng ta hiện tương ứng. Đấy, thì đây chính là code. Nó cũng không có gì quá khó, nó vẫn khá là bình thường, chưa xử lý thêm bất kỳ cái gì khác. Ok, thì đây là video về router nhập môn cũng như là gì ạ, cũng như là một cái menu xây dựng cơ bản cho mọi người, thì anh em có thể tham khảo. Còn video sau chúng ta sẽ nâng cấp router lên một chút, ta không chỉ dừng lại ở việc router XML nữa, chúng ta sẽ làm nó ngắn gọn hơn, làm xịn hơn. Chúng ta không viết code dài như thế này nữa, chúng ta sẽ viết code dài ở nhiều file chứ thay vì ở một file trông nó rất là dài. Ok, thì đấy là toàn bộ cái phần về router cơ bản. Hẹn mọi người ở video sau.